Chào mừng quý vị và các bạn đến bài tin tuần của nhà dân văn Victoria. Trong bài tin tuần lần này, chúng tôi xin được gửi đến quý vị các bạn một số hoạt động của báo chúng ta trong tuần vừa qua. Tuần qua, bộ phận kỹ thuật tòa nhà dân văn phú Victoria đã nhận bàn giao để đưa vận hành tủ báo cháy trung tâm, chuyển sang chế độ điều khiển tự động. Nhận bàn giao tủ điện điều khiển và thiết bị phòng thang máy, hỗ trợ nhà thầu năng lượng Thăng Long kiểm tra sửa chữa giống busway. Cũng trong tuần qua, ban quản lý nhà đã hỗ trợ chuẩn bị mặt bằng để công ty Kone Việt Nam vận chuyển thang cuốn lắp đặt tại khu vực trung tâm thương mại. Trên đây chúng tôi đã gửi đến quý bạn số hoạt động của bản trong tuần vừa qua tại tòa nhà văn phòng Victoria. Cảm ơn quý bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn lại quý bạn trong bản tin tiếp theo.